Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư vào chiều nay ngày 24 tháng 12, đồng chí Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể đơn vị trong năm 2021 này. Đồng thời đề nghị Sở tiếp tục tham mưu ngày càng hiệu quả công tác kế hoạch và đầu tư, tạo sức bật cho sự phát triển kinh tế và xã hội của thành phố Cần Thơ một cách mạnh mẽ và bền vững. Đồng chí Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị tập thể lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tập trung tham mưu thực hiện tốt công tác quy hoạch, quan tâm những lĩnh vực phát triển theo hướng tạo ra giá trị gia tăng, chọn trọng tâm trọng điểm để giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức hết lòng hết sức vì nhiệm vụ phát triển của thành phố. Cùng với đó phối hợp rà soát để cắt giảm thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho nhà đầu tư doanh nghiệp. Năm 2021, tập thể lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã bám sát chức năng nhiệm vụ trong việc tham mưu cơ chế chính sách đặc thù và quy hoạch thành phố Cần Thơ, triển khai nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh minh bạch thông thoáng, tạo điều kiện cho các hoạt động khởi nghiệp, thu hút đầu tư ngoài ngân sách, công tác liên kết vùng. Đặc biệt tăng cường quản lý sử dụng vốn ngân sách nhà nước có trọng tâm, trọng điểm, đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong những tháng cuối năm.